Thanh Tử sinh năm 1989 tại Đà Lạt. Năm 2000, vì một biến cố của gia đình, tôi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Không tiền bạc, không kinh nghiệm, cũng chẳng có người thân. Gia đình em có xảy ra sự cố thì em mới đến đây. Đang không có việc thì vô xin lại. Nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, tôi đã vượt qua mọi khó khăn và hiện nay đã có cho riêng mình một công ty chuyên thiết kế hoa cho các sự kiện và tiệc cưới. Ngày xưa đó là ước mơ của mình, tới một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được. Năm 18 tuổi, gia đình Tứ gặp biến cố, đứng trước ngưỡng cửa đại học nhưng không có điều kiện, nên Tứ đã quyết định từ bỏ và lên Sài Gòn tìm một cơ hội. Bỡ ngỡ trước sự hào nhoáng và nhộn nhịp của thành phố lớn, Tứ không mơ ước gì đâu xa, chỉ mong có một công việc để mưu sinh nơi đất khách quê người. Mình sẽ tạm gác lại câu chuyện về công việc của bạn, về những thành công của bạn, bởi vì thành công của bạn rõ ràng là bây giờ ai cũng đã thấy rồi. Và bạn cũng đã có được cái niềm tự hào cho bản thân mình. Nhưng Bon muốn đi về một cái khía cạnh khác, đó chính là Bon được biết rằng là bên cạnh công việc của bạn thì bạn còn dành thời gian, bạn tham gia cả những cái chương trình từ thiện nữa. Như bạn làm những cái công việc rất là thiết thực, một chăm suất ăn cho những người già nè, trẻ em mồ côi mỗi tháng định kỳ, đúng không ạ? Tại chùa Bình An. Thành công ở tuổi 24, Tứ là tấm gương cho nhiều người trẻ trên đường lập nghiệp. Thế nhưng với Tứ, thành công không chỉ dành riêng cho mình. Bản thân Đặng Thanh Tứ cũng là người ăn chay trường từ nhiều năm nay, nên những việc làm thiện nguyện thế này càng giúp Tứ thêm thanh tịnh, biết sống yêu thương, chia sẻ. Những ánh mắt tươi vui, những cái miệng món mém nhai cơm của các cụ vì được ăn ngon, những lời hỏi thăm động viên của cả nhóm cũng phần nào xoa dịu nỗi đơn côi của các cụ lúc xế chiều hiu hắt. Cho đi hết mình và không toan tính, tình thương sẽ được đáp lại bằng tình thương. Đó là tâm nguyện mà Tứ và những bạn trẻ này đang lặng lẽ thực hiện. Anh Hận rằng bạn không học đại học mà đi làm sớm không? Dạ không, anh Hận, đó là vì điều kiện hoàn cảnh mình không cho phép. Nhưng mà cái điều kiện không cho phép mình mà mình vẫn có thể hoạt động nó tốt hơn thì đó là cái niềm tự hào chứ không phải là anh Hận. Không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu để tự đứng vững trên đôi chân của mình, 20 tuổi, Đặng Thanh Tứ trở thành giám đốc của Gpro và lèo lái con thuyền của mình vượt qua khó khăn từ những ngày đầu thành lập để trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tổ chức trang trí sự kiện. Bạn đã nhận ra nhân vật trong clip mà chúng tôi vừa đề cập đến ở đây chính là khách mời chúng ta Đặng Thanh Tứ, 18 tuổi trong khi mà các bạn vẫn còn ngây thơ trong trẻo. Với những ước mơ đầu đời thì Tứ đã phải lăn lộn tìm cho mình một con đường để thoát khỏi khó khăn, đeo bám gia đình trong nhiều năm. Chặng đường để có được thành công như ngày hôm nay có rất là nhiều khó khăn. Và bây giờ thì bạn có thể chia sẻ với quý vị khán giả cái chặng đường bạn đã vượt qua để dẫn đến cái thành công ngày hôm nay. Bất kỳ một cái sự thành công nào thì nó... khi mà mình không có được cái điều kiện mà đi học đó, thì bắt buộc mình sẽ có những cái sự khó khăn, đó là mình phải tìm một con đường mưu sinh. Thì trong quá trình mưu sinh thì chắc chắn là mình phải có sự lựa chọn. Từ lúc mình phải đi làm cho đến mình có công việc. Cái điều này quả thật thì chị cũng rất là thông cảm và chia sẻ với em. Có rất là nhiều các cái bạn rất là khó khăn về hoàn cảnh gia đình, nhưng mà cái điều mà để cho mọi người luôn luôn cảm thấy thần tượng những bạn mà vượt khó vươn lên để đến cái sự thành công, đó chính là bằng cái nghị lực, bằng cái lý trí của bạn ấy. Nhiều người nói rằng là cái gia đình là một cái nền tảng rất là vững chắc để tạo lên được cái tính cách của con người. Tức là có nghĩa rằng khi còn nhỏ thì bạn dựa vào rất nhiều về cái hình thành tính cách bằng gia đình. Nhưng mà Thanh Tứ là một cái trường hợp mà phải nói là ngoại lệ và rất là đặc biệt, rằng là bạn đã vươn lên trong cuộc sống được mà không cần phải có cái sự trợ giúp của gia đình. Và cô nghĩ rất cảm động vì ít có thanh niên nào mà có tâm đi làm phước, đi từ thiện, đi chùa. Thì cô cũng cầu mong ân trên trời Phật dìu dắt sao cho các vị thanh niên được vậy là cô rất mừng, tránh tai nạn của xã hội.